Ngày hôm nay chim sâu ngồi đây nè, chia sẻ một cái chuyện vô cùng động trời luôn. Đó là ngày hôm qua là chim sâu cùng với Long Tứ đẹp trai nè rủ nhau tung tăng trên chiếc xe máy này chạy về với Vĩnh Long ở dưới á. Mà cái nơi Vĩnh Long á là đi về là thăm là mẹ nuôi với chị nuôi nha. Mà lúc trước á là chim sâu với Long Tứ á là ở dưới á là ăn cháo đá luôn cái nồi cơm điện. Thì không biết bây giờ là hai người đi xuống dưới để làm chuyện gì đây, thì Vinh mời cả nhà mình cùng bấm vào xem video để tìm hiểu câu chuyện này rõ hơn nhé. Đi nhận tiền. Bây giờ nay rảnh đang đi nhận tiền. Cái ngàn. Trời ơi, chạy giá luôn kìa. Ai nói nghe là sâu. Ngày hôm qua có nghe thông tin là sâu đi Vĩnh Long chơi đúng không? Đúng rồi, mẹ Hà thăm mẹ Hà. Trời ơi, thăm mẹ Hà luôn hả? Thăm mẹ Hà ăn cơm nó lên rồi. Rồi ai giữ? Giữ, bà giữ. Ủa sao, nghe nè. Sao nhà của sâu với Long mà sao bà giữ? Đâu có, nhà đó người ta đâu có cho nữa. Tất nhiên người ta lấy lại rồi. Lấy lại từ xưa, từ lâu rồi mà. Cái lúc mà hai người cuốn gói gì ơi, ta lấy lại rồi. Cái ngàn đi. Có nghe thông tin là cho ai vô ở rồi. Vô bà. Bà bị hút thuốc quá nhiều. Thì ra là bà bị như vậy ha. Mẹ ơi, hút thuốc á. Nói nghe là sao. Rồi đi xuống dưới thăm mà có bị la không? Có bị la không? Có bị la không? Dù gì là cũng sâu với Long là cũng là một thời gọi là đúng rồi. Ăn cháo đá luôn cái bếp mà. Bếp vậy nhờ. Thôi vậy mai phải cho ở nhà. Giờ đã nghỉ co rồi. Đó. Đúng không? Mình nói luôn, nó nói mình thật không là giả giới người ta. Thấy cái cảnh mà gọi là ăn cháo đá bát chưa? Bếp. Nhận ra không? Nhận ra. Thấy mình đi tới đâu là mình cũng đều như vậy hết trơn đó, thấy không? Ai từng giúp mình cũng nói chung á là mình cũng phải nhớ cái ơn. Dạ. Mình cũng phải nhớ cái ơn của người ta. Đúng rồi, ơn giả ơn chứ được giả ơn. Bữa nay mình nhất cái giờ ơn tới rồi uống chứ được đỡ ơn giả. Uống đi. Chứ không còn uống cà phê sữa giống ngày lần nữa hả? Hết tiền lấy gì uống. Cái ngàn đó. Rồi đi xuống dưới gặp mẹ nuôi nói gì với mẹ nuôi. Nói con đãi ăn con thủ qua. Mà kêu dưới kêu bằng gì? Bằng mẹ. Bằng mẹ hả? Ủa lúc chứ. Ủa sao lúc trước nghe nói là từ chim sâu rồi bây giờ mẹ con là bình thường rồi? Không có. Lúc trước sâu từ á. Nói luôn nói nè, mới điện mẹ rồi là nói mẹ ơi. Mẹ chồng có cái xe mà cắn. Ồ. Dạ phe luôn ha. Chim sâu phe với mẹ nuôi vậy luôn á hả? Trời ơi trời. Rồi có thăm chị nuôi không? Có lần qua thăm rồi cho được 100.000 quỳ vốn luôn là đâu. Ông quỳ vốn luôn hả? Bởi vậy đi thăm mà không cho ta nhiều chứ có lại xíu thì thăm thì cho ta có nhiêu đó tao quỳ vốn đi về thiệt tình luôn á. Đi kia cho phải mẹ Hà. Ý là có gặp mẹ Hà không? Mẹ à, dư á. Có dư luôn ha. Có má mập bờ. Có chị nuôi không? Dạ. Có gặp chị nuôi không? Không có, không có chị tôi mẹ. Không, chị nuôi kìa. Không, chị mai chưa về. Rồi cái thằng anh nuôi rồi hả, muốn gặp không? Ở cầu. Vậy hả? Thì ra là như vậy hả? Đúng đi ủ tà phải không? Ủ cầu ở tàu hả? Ủ tà. Trời thôi. Nó ủ tà thôi. Nghe chưa? Chạy 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 sao biết ngay hả? Anh biết rồi. Mắc cỡ ra. Vui không? Ai vậy sao mà nghe được cái tin mà ông anh nuôi đi ủ tà vui không sao? Là ok, là em ở phòng. Ủ tà bà ơi, thôi bỏ qua vô đó luôn đi. Bỏ qua một bên đi. Rồi đi xuống dưới là... ngày qua đi giấc sáng rồi, chừng nào mới về? Kìa đi hôm qua đó, về kìa về. Dạ. Mua bao bột nêm. Gõ kìa kìa nêm mình rẻ đó, có ăn cay đó. Lạnh cả. Rồi sau đi xuống dưới mẹ nuôi có tụng kinh sám hối cho sao không? Dạ không. Không hả? Quay clip. Quay đường clip luôn hả? Ô ghê hả? Thế mua xuống thăm mẹ Hà quay đường clip. Cái này khao sau có suy nghĩ là khi mà mình đi xuống lại chỗ đó người ta nói mình lúc có tiền thì quẹt mỏ, lúc hết tiền quay về lại chốn xưa để kiếm tiền không? Mình không nghĩ tới đó hả? Lỡ dưới người ta dị nghị nói sau giờ hết tiền gọi là sao ta đói cái gì đó. Thầy nhớ quá, nhớ mẹ Hà quá.
mình mới thăm thôi gì đâu, vui là thăm. Lúc trước là dài rồi đừng có ngủ được rồi. Lúc trước sau này kia là từ từ luôn mẹ nuôi mà sao kỳ vậy? Sao vậy giờ lại xin mẹ? Không? Đằng đó kêu bằng 21, 61 luôn mà sao mà bây giờ lại nhận lại mẹ rồi? Tại thấy bà hoàn cảnh nó thế nào rồi mình phải nghĩ ra. Thấy bà khổ quá hả? Khổ thôi. Là bà khổ sao mắc nợ hay gì? Mình không biết, chắc có bán ngại. Ngại là với bà Trung Kiên. Vậy ha. Trung Kiên. Bởi vậy như là sâu nhũ cái lòng thương đúng không? Đúng rồi. Mình nên về thăm hen. Về thăm thôi. Coi có tàn tạ hơn lúc xưa không ạ? Thấy sao, có thấy tả tơi qua lá gì không? Hả? Mập quá mẹ hào quá mập rồi. Bởi vì không có bây giờ được cái tướng như sâu được. Mẹ nói thôi giờ là đỡ hơn trước này bây giờ vậy đâu. Đỡ trước, đỡ lúc trước rồi nè. Thằng câu má. Lại đó không nổi á. Không đi xuống dưới Vĩnh Long thăm mẹ nuôi rồi có mua quà gì tặng cho mẹ nuôi không nè? Có mua nem đó. Bạch là mua rồi gì cho được nhiêu tiền? 100.000 rồi giống đó nên mình nói mà. Bỏ vậy tôi mua nem này kia cho mà về cho con ta 100.000. Đâu phải là cô kia. Mẹ kia. Mẹ không có vụ này. Mẹ Hà không cho luôn hả? Không có bà khảo. Thấy chưa, bởi vì tao thấy chưa? Lúc trước bà thương bà cho tiền cái ghê không? Bây giờ bà hết thương rồi đó. Trời mẹ Hà khóc tiền rồi, trả tiền hết á. Khóc với vợ thôi, khóc với bụng mình không vui nữa. Phải trả hết tiền mình không vui nữa. Cái gì? Đúng không? Trả hết tiền cho sau rồi ha, cũng hết vui ha. Hết không vui nữa. Trời ơi. Mình đâu có khóc lúc này. Có tiền không bao nhiêu cũng không được. Sống là phải thành thật nghe nghe sau, không được nói dốc nói xạo nha. Đây okay, nào, okay. Này đừng nói gì chân. Nói đúng rồi, nói đúng, nói sai, nói sai. Tôi biết mà. Bà cộng lắm kìa, em lo. Là sao? Bà lại không nói gì em rồi, không coi clip rồi. Không coi clip rồi, không hiểu rồi. Thì bà lo bà đi chứ bà lo xa chứ vậy? Tôi xa vậy, nói không coi clip rồi hoài à. Chuyện của bà thì của bà chứ. Muốn rồi quay bả rồi đừng kiếm cui nha. Vậy nó cui là làm sao? Bà tên quay gì? Quay quả đi. Bà tên gì? Nguyễn Thị Kim Thâu. Kim Phụng thì Thâu là Thâu đó. Không có. Bà trong giấy bà tên gì? Nguyễn Thị Kim Phụng. Tôi kêu chim sâu chứ bộ. Thâu là Thâu, Thâu với ai? Bà có phải con sâu không? Có đâu. Bà có phải giống con sâu không? Có luôn. Làm sao giống? Giống luôn á. Tôi kêu con chim này sâu chứ tôi kêu bà nào? Có một cục đau chua cái 2, 3. Vui cự cứ phải là khóc gì đâu, vui mà cự. Vui cũng cự, khóc cũng cự ha. Vui cự không cũng từ đó thôi. Đúng rồi, mắc mới gì phải buồn đúng không? Có gì cũng uống buồn thôi gì được. Có buồn lại thâm kiên cái khóc làm gì đúng khóc, có gì phải khóc có ai ấy đâu mà khóc, có rớt ra tiền đâu. Dạ. Đúng không? Đúng rồi. Bởi vì khóc làm gì? Khóc làm gì mới vui. Mày mặt chim sâu khóc đâu có được. Đâu mà khóc thử tôi coi chơi coi. Có đủ được đâu. Nè bởi vậy nè, chim sâu khóc thử coi. 2, 3. Khóc không được đâu. Đâu mình khóc bây giờ không được. Bây giờ mình sao ta? Mình diễn đạt cái cảm xúc của mình coi, giờ làm mặt buồn coi. Mặt buồn. Buồn cái mày buồn vui cũng cắt luôn buồn vậy. Đâu làm mặt vui coi. Làm mặt buồn coi. Buồn đừng có cự. Buồn ơi, 2, 3 buồn. Được. Làm mặt nhăn coi. Thôi qua luôn mong. Hôm qua đi có con mang trắng luôn, có khoe ăn lông không bự. Vậy mang con qua vậy hả? Biết rồi. Hôm qua đi không có bắt mình đâu nha, khoe ăn lông mình mà trong năm mình luôn á. Tôi biết bà chị đại mà, bà biết sợ ai.
bà mày biết sợ ai? Đi bán rồi. Một giờ kia, đi bán kia. Cho tôi mì thượng hạng chị ơi. Con bánh cà luôn. Tô mì. Ăn gì cà? Tô mì. Nói chuyện mà sau thì tốn calo quá đói à. Rồi giờ là có gửi lời gì tốt đẹp tặng mẹ chồng không nè? Dạ không. Không hả, nghĩ vậy hả? Bây giờ Long, Long làm nghề gì sao? Nghề kẹo đờ. Quá ý rồi, ăn giả không? Quá ý rồi. Giờ tiền đâu đủ ăn? Có sao? Gì vợ nuôi. Sao bà bán ngày được có 20-30 tờ đó mà vợ nuôi không đủ để nhai nữa. Ôi đó, sao mà cái này ăn giả không? Bây giờ cộng cộng nuôi đó ăn giả không? Nó khỏe phải rồi, phải quá nuôi thôi. Hay nè, nó giả nghe nè. Tháng 12 cây rồi mình nó cày nghe ăn giả. Anh năm cơ nghe. Mà phải năm cơ gì mình không biết nữa. Ai mượn? Đúng không? 12 cây có cày ngợ. Ở 12 cây người ta có tiền rồi, tôi có tới đó tôi có tiền xài rồi. Nhưng mà bây giờ nó không có. 10 cây ha, 12 cây đó tháng 10. Tháng 10 cái 12 cây, tháng 10 12 cây đó có tiền đó. Hỏi sau nè, tại sao á mà sau không khuyên Long là đi vô làm những cái chỗ khác cho tiền nhiều hơn? Sao mà không khuyên chồng đi? Khuyên gì vậy em? Nó nói vậy không cánh vậy không sao giờ. Anh lì quá hả? Nó mới lì mà, nó làm biến thôi. Sao biết ông Long làm biến? Không có giấy đi cái cậu rồi, có giấy cái ấy rồi. Giấy ấy là giấy gì? Giấy cướp của mình đó. Sao người ta cũng phải khuyên ông thường xuyên đi. Đúng rồi, anh... khuyên kem. Mình phải khuyên đi. Không nghe đâu. Cái mình nói bữa không nghe, mình nói nhiều bữa. Anh yêu ơi. Anh đi... ông cả chịu. Trời ông xã luôn ha. Đâu bây giờ nè, tưởng tượng đi. Mà sau bây giờ tưởng tượng đi, ông xã đang đi đi chị kia. Bây giờ mình khuyên ông xã sao nào, mình khuyên coi 2 3. Ông xã đi làm kiếm tiền nuôi vợ. Ừ. Chứ mà kiền nay khổ lắm, không kiền khài. Còn phải lo kèm bà xã nhiêu rồi giờ ông nhận hết. Ừ. 20.000 không nhận nữa. Ừ. Có xì nịt nhận không? Dạ không. Rồi thí dụ lúc đó mà sau nói vậy cái đoạn Long trả lời vậy nè. Thôi mệt quá à. Mệt rồi là nghỉ nói luôn. Rồi lúc đó làm sao? Quỳ gối xuống luôn hả? Nghỉ nói. À tưởng đâu chim sâu quỳ gối xuống năn nỉ chứ. Không phải là mình quỳ lúc mình quỳ coi rồi. Quỳ quỳ gối không? Người nói quá nhiều lần rồi. Người nói á. Quỳ luôn. Quỳ với ông Long luôn hả? Quỳ nhà mẹ cầm, mẹ cầm đó. Cái đó bà tự bà quỳ chứ bà nói ai? Tự quỳ đâu, em nghĩ á, con ngạo đó. Thì đó là bà tự quỳ chứ ai kêu bà quỳ? Em nghĩ luôn mà, bà mẹ cầm đâu chấp nhận đâu. Thôi bây giờ nè, hỏi sau nè, thí dụ mà chim sâu bây giờ quỳ lần nữa nhắm được vô nhà không? Không, không mất cửa đâu. Biết luôn à. Ai chim sâu có sợ mẹ chồng không? Dạ có. Có sợ hả? Có sợ. Sợ phải lắm. Sợ. Nhớ gì nghĩ lại. Ai giúp đỡ là phải cần hiểu. Thôi chuyện xưa nhắc làm chi, bắt đầu hai mẹ con này kia mất tình cảm. Mình phải là gọi là dung đắp vô chứ ai đâu mà cứ nói gì người thêm tiếng nó không được. Chỉ chim sâu nghe không? Bây giờ nè tụi tôi chỉ cho bà nè, bà chịu nghe không? Là muốn á, mà mình bây giờ không phải nói riêng mẹ chồng không, đối với những người khác cũng vậy, mình không nên hung dữ. Phải thì mị nết na đảm đang nghe không? Đúng không? Giỏi vắng này kia, với lại là thường xuyên là sau nè. Bữa nay ăn gì giờ? Mua hai con hôm qua đó để ăn luôn. Ừ. Cúc có 44.000 mà có mua cúc á. Hai con có 40.000. Người ta mua hai con, người ta mua, người ta đem lại mẹ chồng con đi, ta dung đắp tình cảm mà mẹ chồng. Đem thẳng hai con rồi. Thí dụ á mà sau đi vô không được đúng không? Là hai mẹ chồng với nàng dâu mà nó hơi lịch sịch đúng không? Sau khỏi căng lắm rồi, hai nàng dâu với mẹ chồng căng.
căng lắm rồi đó, căng đó, mà. Đó căng lắm rồi đó, căng dây thun quá phải không? Ờ căng dây thun quá căng rồi. Ừ. Rồi nó sắp bứt dây thun luôn hả? Nên vô thiệt luôn. Thì ví dụ như là sau không có đi vô á, thì sau á mua xong á mình đi bán vé số á, mình trích tiền mình ra đó mình mua một con cúc, à, cúc quay cúc nướng thì ví dụ chẳng hạn. À cúc là coi biết nó căng á. Ờ rồi. Rồi cái bắt đầu cái mình đưa cho ông Long á, ông Long đem vô. Ờ vậy đó, từ từ cái tình cảm từ từ nó mới vun đắp được đúng không? Nhưng mà tiền đó là cái sâu á, là cái mà sâu hung dữ á, là sâu là phải bỏ nha. Không có. Bởi từ đó giờ không trả ơn. Bởi từ đó giờ là ừ. Bây giờ nè, sâu hỏi bây giờ thí dụ đi, sâu là thường lúc trước á thường hay là nạt nộ anh Kiên nè. Bây giờ sâu nói lại câu nhẹ nhàng đó với anh Kiên coi. Thôi anh Kiên ơi, gì xin lỗi anh Kiên. Xin lỗi anh Kiên đâu được. Tào lao, xin lỗi anh Kiên. Xin lỗi anh Kiên, bữa qua với Phụng. Với Phụng bị căng thẳng rồi. Đó. Nói là bé Phụng xin lỗi anh Kiên. Với Phụng đã anh Kiên tha thứ cho bé Phụng. Lần này. Lần sau nói hai lần. Lần trước với Phụng không lần. Có không phải. Từ từ coi, tôi chỉ cho bà nói nè. Bé Phụng xin lỗi anh Kiên. Với Phụng lẽ anh Kiên mà lần này lần thôi. Lần này lần đầu. Không dính nữa. Lần này lần đầu. Lần đầu qua là cuối cùng thôi. Lần sau hai lần. Có một lần thôi anh Kiên ơi. Ừ. Ờ anh Kiên chấp nhận xin lỗi em đi. Em lỗi em đi cái gì bỏ qua cho em. Ờ có cần thơm không? Thôi, không. Quá. Anh tha Vinh sao? Cái gì? Vinh sao có em có phẩm cái anh không em lại lỗi hết luôn đây. Không bà đâu có lỗi gì với tôi đâu. Bà muốn chữ đâu ăn nhầm gì đó với tôi. Bình thường. Sau là bị cái kia mà tôi đâu có trách sau đâu. Bị căng thẳng phải không? Không. Sau khôn bà cứu. Vậy đó gì? Mẹ chồng với tôi à. Ai anh lão không? Ai anh lão không? Gì? Ai anh lão không? Ai anh lão không? Chắc là mẹ chồng với tôi quá.